Hello, bữa nay 26 tây, dường như 26 tây tháng 6 rồi các anh chị. Tuần tới mình có cái ngày lễ độc lập của Mỹ, July 4. Mấy bữa rày Hương lặt lá khô cho mấy cái cây của Hương nhiều quá. Mà mùa hè cây nó ngủ nên nó lá nó bị khô nhiều. Bữa nay Hương muốn chia sẻ cho các bạn Hương lặt lá khô. Mà tại vì thỉnh thoảng á, là có nhiều cây khi mà nó khô lá rồi cái nó có làm mấy cái con mà nấm nữa nó nằm ở trong cái lá khô á, thành ra thỉnh thoảng mấy cái cây của mình có lá khô, thành ra cũng muốn các bạn thỉnh thoảng là ngày lá khô mình thấy nấm khi mình lặt lá khô, cái lá khô đó trong đó có nhiều chỗ nó có bị cái nấm cắn cắn đó. Khi mình bị nấm cắn cắn mình lặt lá khô xong mình nhớ xịt cái alcohol nha, cái alcohol hướng dẫn các bạn pha lúc trước đó, mình xịt vô cái nấm nấm trắng đó là hết, rất là hay, nó rất là kết quả 100% luôn. Ở mấy hôm trước tôi mới lặt lá, cái ngồi lặt lá không mấy chị coi video mấy chị thấy không có gì lạ, Hương ít có thực hiện video. Bữa nay Hương lặt lá thấy có một mớ cây thỉnh thoảng nó có bị nấm á, nhất là mấy cây mà ilium mà đột biến. Thành ra khi mà có nấm trắng thì Hương lặt Hương thấy vậy là Hương phải xịt cái alcohol.
khi mà có nấm mấy cái đọt non nó bị hư hết rồi các anh chị, mấy cái chỗ này nó bị hư hết rồi, thì nấm á là nó làm cho rụng hết lá. Ra khi mà mình thấy như vậy thì xịt alcohol vô liền, xịt phun nhiều nhiều á, cho nó mới thấm xuống, phun nhiều đó đặng nó mới tha, nó mới chảy vô bên trong kẽ lá được nha. À, rồi mình xịt vậy là 2-3 ngày sau á mình phun xịt lại lần nữa cho nó tiệt hết sạch cái nấm ở trong cái kẽ lá. Thank you.
Phương ít có làm video luôn, lạc lá lắm là vậy. Mấy bữa rồi con cũng lặt lá, coi như lặt rồi. Cái mình thấy mấy cái chỗ mà nó khô lá đó các bạn, cái loại mà cây dâm này á, thành ra cái chỗ ở phía dưới thỉnh thoảng nó có bị nấm tránh, nấm tránh thì Hương xịt cái alcohol. Đây mấy bữa rồi Hương cũng lặt mớ cây đây. Nó vô bắt đầu vô hè là cây trong vườn Hương nóng là có bị chết cây đó. Thành ra cái cây đột biến á, và là cái mùa hè mình hơi khó nuôi, tại vì nó mùa hè đa số nó ngủ. Còn mấy cây này thì không sao nè, mấy cây này vẫn đẹp bình thường nè. Còn cái cây mà cái tim này đó là vô cái mùa này là nó nhảy cây con đó, mà nó nhảy cây ra, nó không có nhảy từ gốc mà nó nhảy từ trên cái cây của nó đó, nó chẻ cho bên trên đó, thấy nó nứt ra vậy nè, rồi cái nó bung ra. Hương để chỗ này Hương kéo cái lưới lại đó, thành ra cái màu nó bị dợt lại chút. Trời, bây giờ nóng quá các bạn, ở sân trong vườn của Hương thất bại lắm. Cái vườn của Hương mùa hè là nhất là cây đột biến đó, dễ bị chết lắm, khó nuôi lắm, tại vì trong cái vườn của Hương nó không có được thoáng lắm đó, thành ra nó nóng nhiều. Rồi ở trên mình lợp mấy tôn đó anh che mưa, thì mùa hè trên cái tôn trong đó nó cũng nóng nhiều lắm, nên hè năm nào cây đột biến của Hương cũng phải có chết một và hai cây ba cây ấy. Mà mới vô mùa này Hương cũng bị hư hai cây, hai ba cây đang bị rồi đó. Mà khi nó bị nóng mà nó bị úng úng cái đọt đó, rồi đó, là cây đó là rất là khó cứu. Nó bị nóng là nó bị hư chứ nó không có, mình có cắt lại đi nữa cũng không giữ được các bạn ơi. Tại vì mình mê mình chơi vậy thôi, chứ mùa hè ở vườn Hương mấy cây đột biến nó dễ bị lắm. Mùa này thì mấy cây sỏi cầu vồng của Hương có nhiều cây khá là đẹp. Sorry, tại vì Hương chỉnh cái chân của cái máy Hương nên nó bị mù. Các bạn thấy mấy cây này không? Này, đẹp thiệt.
Các chị thấy cái cây này hồi Hương mua hồi mùa hè năm rồi, hè rồi đó, là coi như còn cộng không đó. Các anh chị thấy cái cây mà vừa lùa của Hương giờ nó túm lại, còn cái cây này cũng vậy nè, giờ nó đang túm cái bông nó lại á, nó túm cái bông nó lại tại nó bị trống rồi, thấy chưa, nó bị trống lỗ vì nó ngủ á, nó bị túm lại. Hương cũng đang chút nữa bưng mấy chậu này nè, Hương lặt lá khô đó, trong mấy cái này lá khô dưới đó các bạn. Ra khi mình lặt cái thỉnh thoảng có vài cây nó có nấm ở bên trong mấy cái chỗ lá khô á, thì khi nào bị vậy các anh chị nhớ xịt cái alcohol vô mà mình phun cho nó nhiều nhiều để nó lọt vô mấy kẽ lá. Vườn cây này của Hương năm nay cỡ này mùa hè nó, thứ nhất là nó bị nóng, thứ hai là mấy cây này nó mùa hè nó yếu lắm, nó bị ngủ á. Hương lặt lá khô á, 1 2 ngày sau là đảo lại là nó cũng khô tùm lum à, đây nè nó khô nè. Rồi nó mùa hè năm rồi lại không có bị như năm nay nha, mùa hè năm nay cái khí hậu của nó có vẻ nó hơi nó khô, nó không có phải giống như năm trước, nó có cái độ ẩm chút, năm nay cây hay bị khô lắm. Thành ra năm nay mùa hè thì thấy nó có vẻ hơi bị xấu đi vì nó khô nhiều. Khô lá ở bên dưới và thỉnh thoảng nó khô lá ở bên trên nữa các bạn. Cái vườn của Hương nó bị khuất gió lắm. À, vườn của Hương á, đó là nó bị rồi, nó bị khô vậy nè. Năm rồi không có bị cái tình trạng này, năm nay lại bị. Nó khô lá ở trên cái bông nó làm mất đẹp. Này đó giống như nó đó, gì nó khô vậy, năm rồi không bị, còn cái lá nó khô bên dưới thì cái đó là cái chuyện bình thường, cái lá nó già thì nó phải lâu lâu nó phải khô nó rụng, mà nhưng mùa hè thì nó khô nhiều hơn thôi. À, năm nay cây của Hương thì lại bị cái tình trạng đó. Cái này nắng nắng nó làm nóng, mà cái sân của Hương nó chung quanh vách tường xi măng không đó các bạn, rồi lại nó chặn gió hết trơn à. Lặt lá khô là trong vòng 3 4 ngày à, là mình lặt cái khu này xong cái 3 4 ngày sau mình đảo lại thấy nó có lá khô nữa rồi.
Năm nay mùa hè có bộ rễ hơi cực á, mới vô đầu hè mà cây nó sợ rồi, nó sợ nóng rồi. Ồ, coi cây này nè, nắng nó khô, cháy lá, cháy cái đọt lá nè. Phải bưng cái cây này đem lại chỗ khác mới được, cái chỗ này nắng nó rọi vô nhiều quá, đem nó đi vô chỗ khác. Cây này đang bị nấm mà, nấm trắng trắng đó các bạn, chút xíu là hơn trở lại hơn phun aco hồ cho nó. Này mấy bữa rồi Hương lặt lá khô mà mới lặt đâu mấy ngày trước, bữa nay trở lại là lá khô nó đã nhiều rồi. Thành ra mùa hè cái bộ năm nay mùa hè chăm sóc mấy cây này hơi cực đó các bạn. Cây này đồ tự nhiên như mấy cây ạt bo đó các bạn, giờ Hương mới thấy mùa hè cũng có hơi khó khó nuôi á, tại vì những cây sen ạt bo nó ra lá chùm chùm gì, nó dày đặc gì nhiều lắm, thành ra khi nó dày vậy là cái mùa hè nó có dễ bị sâu lắm nha, các bạn phải để ý á, nó dễ bị có sâu á, dưới nó dễ bị khô khô mấy cái bông rồi khô cái nhánh nó, khi nó dễ bị con này con kia nó ở trong đó nhiều lắm. Mùa hè là mấy thằng này mình chăm sóc nó hơi cực đó các bạn, lá nó cũng khô nhiều nè, thành ra mùa hè nó mấy cái lá nhỏ nhỏ đó dễ bị khô là nó phải theo lặt lá lắm, lặt bớt chứ để không thôi nó bị con này con kia nó trú ẩn ở trong á, nó ở trong đó. Vậy hôm nay Hương ra Hương lặt lá, Hương thực hiện cái video ngắn Hương gửi đến các anh chị các bạn.
Hương muốn chia sẻ với các anh chị các bạn mùa hè này, nhất là mấy cây mà Tarium nó thuộc dạng đột biến á, thì nó cũng có khô lá nhiều, mà khô mình phải chịu khó mình lặt bớt đi nha, chứ để không thôi ở trong cái khô lá đó cái nó có dễ bị nấm lắm. Hương phát giác của Hương bị vậy đó, thành ra Hương phải đi lặt nấm, lặt lá xong là Hương xịt thuốc nấm cho nó, chứ còn mình không xịt là nó từ từ nó rụng lá hết á. Khi mà nấm nhiều á nó sẽ rụng lá cây hết, lúc đó là cái cây của mình nó sẽ bị chết luôn đó các bạn. Nhất là mấy cây Isera variegatic á, lá nó khô nhiều dưới gốc đó, các bạn chịu khó lặt bớt, chứ nó có bị nấm rồi là nó rụng luôn lá, là khi nó bị nhiều đa số là nó dễ bị chết cái cây đó. Vậy Hương mà xin dừng cái video của Hương đây nha các bạn. Hương không quên chúc các anh chị và các bạn những ngày tới là vui vẻ nha, bình yên trong cuộc sống nha. Mặc dù kinh tế có khó khăn, hy vọng mọi người đều vượt qua nha. Cảm ơn, bye bye.